cho thấm giọng đi, rồi có chuyện gì chia sẻ tôi giải tỏa cho. Không ăn, không ăn, bây giờ có rảnh á thì nghe tôi nói đây nè. Gì? Đi ngang nhà anh, thấy mít nhà anh á, bông với trái á, nó rụng quá trời rụng luôn. Trời ơi, vậy mà làm ra dễ quan trọng lắm. Cái hoa đực á, nó rụng là chuyện bình thường. Tư nha, không là tôi để ý nha. Nhiễm cái bệnh của ông tám ruộng rồi, hở chút là cái bệnh này bệnh nọ nghe. Trời đất, cái vườn mít người ta đang ra trái non nó rần rần vậy mà nó chù quẻo, bệnh rụng là sao? Chết không, sao mình trồng cây mà mình không chăm sóc, mình không theo dõi. Trời ơi, nó bệnh nặng vậy mà coi như là mặt tỉnh bơ người ta nói tỉnh không bơ rồi. Gì? Tôi nói nghe nghe, nó rụng mấy cái trái cỡ đầu ngón tay vậy nè. Ha, nó có những cái đốm màu nâu, xong nó sẽ loang dần ra, nó chuyển thành màu đen. Nó rồi đó, khi mà mình cảm thấy nó cái trái đó nó có một cái lớp tơ mịn màu trắng xám, đụng tay vô á thấy cái bột mịn màu đen, đó là cái bệnh thối hoa và trái đó ông ơi. Ủa thiệt vậy hả? Sao không thiệt? Ông không tư ông hỏi ông tám với lại ông tư coi mấy người đàn lắm. Kệ nhắc cái ông tới kìa. Cái gì? Nè, ghế nè, qua ngồi đi anh. Vụ gì? Tôi nói là biết sao không? Tôi nói đó là sao? Gì nè, nguy hiểm lắm. Là cái cây mít của ổng á, nó bị bệnh là thối hoa và trái. Ổng không có tin đâu. Thối hoa và trái non nó lây rang gần cả vườn. Bây tôi đi ngang tôi thấy. Ôi trời ơi, thiệt vậy luôn hả anh Tư? Ủa cái vườn mít tôi bị vậy rồi giờ sao anh Tư? Cái đó là cái bệnh này là do nấm nó gây ra. Người ta không biết, người ta tưởng đâu là hoa đực nó rơi rụng. Đúng rồi. Nhưng mà ta nói đây vậy đó là làm cho trái mít nó không có trái được đó. Nó hư hết, nấm nó gây nó hư hại hết trơn cái vườn mít luôn đó. Nói nghe không có trái được đâu. Một chùm vậy nè mà chỉ có một bông hoặc là trái non mà nó bị á là nó lây hết luôn. Đúng. Ủa bây giờ mình phải làm sao? Biết sao không? Tại bây là trồng mít mà trên cái vùng đất trũng ẩm ướt đó. Đó rồi lại là tán cây đó, mít bùng á nó rậm rạp quá đi. Không có thông thoáng. Cũng may là nó mới chớm bệnh thôi. Thành ra bây giờ bay đi lựa mấy cái trái non nó nhiễm bệnh á, gom nó lại rồi tiêu hủy nó hết đi, rồi phun thuốc ngừa bệnh đi. Rồi. Nè, chỉ cho nữa nè. Sao nếu không? Vậy đó người ta phải đắp mô hoặc ta lên liếp rồi xây dựng cái hệ thống đúng thoát rồi. Nước để trong vườn á, nước nó không bị động, nhất là vào trong mùa mưa. Luôn luôn là phải để cái vườn nó thông thoáng. Đó, nó thoáng này, nó khô ráo. Hiểu rồi, không? Rồi. Không được trụng trên đất trũng. Mà thí dụ như mà phải tỉa mấy cái cành mà nó đâm sau lá, dưới lá rồi những cành tăm mà đó. Mình tỉa, mình làm cho nó thoáng. Hồi nãy tôi qua tôi nói ông không tin. Ông nói trời ơi, vườn của ông ta đang xanh tốt vậy bà, lúc nào bà cũng nhiễm bệnh rồi. Ông nói là tôi nhiễm bệnh, là nhiễm bệnh của ông ruộng với lại ông Kiều á, hở đụng vô coi chừng nó bị bệnh, coi chừng nó bị bệnh. Đó, mà giờ tin chưa? Bây giờ nè, anh Tư Kiều nói tôi tin nè. Bây giờ tôi biết rồi. Bây giờ tôi phải chút xíu nữa tôi ra nè, tôi hái những cái hoa thối nè, những cái trái mà bị sâu bệnh nè, hái tôi gom là hết, tiêu quỷ. Đúng không? Phun thuốc ngừa. Rồi còn nước còn tát nữa anh. Rồi cắt tỉa những cái cành mà nó che dưới lá đó, những cành tăm, làm cho cái cành mà nó sùm mà phải cắt tỉa gọi cho nó thông thoáng. Thông thoáng. Không nên trồng mít quá dày. Mà nếu vườn mà thường xuyên bị bệnh á thì hàng năm khi mà mít bắt đầu ra trái non đó là phải chủ động phun thuốc phòng ngừa bệnh, hiểu không? Rồi. Không có để bị ngập úng hay chưa? Tôi đầu tư cái vườn mít này để cưới vợ cho con á, kiểu này chắc mà nó bị bề gì chắc tôi trốn luôn. Ráng cứu cái vườn mít này đi, rồi cái mùa tới tôi chỉ cho bay cách trồng mít không hạt, lợi nhuận còn cao hơn nữa. Ủa vậy hả anh Tư? Cái này vụ này ngon này nghe. Đủ thứ nhiều cái lắm. Bởi vì tôi nói thời cơ thách thức mở ra. Người người ý thức, nhà nhà yên vui.